Em thì nè, câu chuyện em kể anh Tàn thấy là em khéo léo, em mang tiếng cười, mang niềm vui đến, bởi vì thật là trước mắt là mình nhìn là vì mình yêu người đó nên mình sẵn sàng mình làm điều đó. Giống như em kể là em không mang những thứ khó khăn ở ngoài cuộc sống bước vào nhà của mình, nhưng liệu em có cần một người để chia sẻ không? Những cái việc nó chất chứa theo năm tháng, nó như những cái đồng xu vậy, và khi đủ nhưng lại là đủ để chúng ta mua một cái vé và đi xa cái người chúng ta thương. Em hiểu ý anh, và đó cũng chính là cái lỗi lầm của quá khứ của em. Anh nói đúng những gì trong quá khứ, lỗi lầm quá khứ của em. Cái ở đây không phải là cái chuyện là giấu hay là không giấu. Ở đây là Thảo kể hết cho em. Nhưng với một cái tinh thần, một thái độ khác. Ví dụ như có những cái chuyện mà không hài lòng ngoài xã hội thì về kể cho chồng. Nhưng không phải đem cái ấm ức đấy về kể, mà mang sự tâm sự. Với em chị ạ, em mong muốn một người vợ như thế nào? Một người vợ đó là một người mà em có thể chia sẻ, là một người mà em có thể bầu bạn, là một người tri kỷ, và em có thể tự hào ở đây nói với mọi người rằng em cũng đã có điều đó. Mà nhiều khi lên Facebook, đọc Facebook ấy, còn nói như thế này: chúng mày thôi diễn đi. Tại vì sao mà mày cứ nịnh vợ, cứ nịnh vợ mày hoài vậy? Diễn vừa thôi. Và đấy là không phải nịnh chị ạ, đấy là cái mà em tự hào em nói ra. Đôi khi người ta sẽ hay chọc nhau là nó hơi xến xến. Tàn hiểu là tại sao bạn làm vậy. Bởi vì ai cũng thích nghe những cái lời yêu thương, và nếu mình biết đó là cái lời thật lòng thì tuyệt vời quá rồi còn gì. Hai vợ chồng đến với nhau là được 7 năm. Dạ. Rồi bây giờ thì anh Nam và Thảo có thêm cháu nào không? Tụi em thì không có con chung anh ạ. Dạ. Khi về với nhau thì em cũng thống nhất luôn, hai đứa thống nhất với nhau, nói chuyện với hai bên gia đình là tụi con sẽ không sinh con nữa. Con muốn chăm con của anh Nam, anh Nam thì chăm bé nhà em. Thế là bây giờ em có một đứa 18 tuổi, một đứa 15 và một đứa 14. Nói chung tất cả đều hòa hợp và đáng yêu lắm. Nên em cũng là một người phụ nữ rất là hạnh phúc. Với câu chuyện của anh Nam và Thảo thì anh thấy là hai người giống như mỗi ngày đều là một ngày mới để yêu nhau. Họ rất là hòa thuận. Khi người này nói về người kia đầy sự ngưỡng mộ và mắt sáng bừng lên, rất là hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhận được cái đó. Anh Nam đang kể về cái căn bệnh thì chúng ta nghe qua nó nhẹ nhàng nhưng mà thấy nó rất là nguy hiểm. Vậy em có nghĩ nếu có một ngày nào đó thì anh Nam phải ra đi thì với một cái tình yêu lớn như thế, cuộc sống của mình sẽ như thế nào hả Thảo? Nói chung là chuyện đấy em cũng không muốn nghĩ tới đâu anh. Tụi em luôn luôn nói với nhau rằng là anh ơi, chẳng có gì phải cãi nhau, tất cả mọi thứ đều là chuyện nhỏ hết. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta phải tận hưởng cái giờ phút hiện tại đi, cho thật hạnh phúc vào, thật vui vào, muốn cái gì chúng ta làm cái đó. Ví dụ cách đây vài ngày, đêm em nằm 12 giờ đêm anh nhỉ, em bảo chứ chồng ơi, có muốn đi Hà Nội không? Anh bảo ơ sao tự nhiên lại đi Hà Nội, lúc nào đi? Mai. Anh bảo đi thì đi. Em bảo rồi, đấy cũng là thuận vợ thuận chồng đấy. Đúng. Em đặt luôn 12 giờ 15 đêm. Alo chị ơi, chị thanh toán vé, nếu không không giữ được đến ngày mai đâu. Em chuyển tiền luôn lúc 12 giờ 15 đêm. Sau chiều hôm sau hai vợ chồng sắp hành lý đi ra Hà Nội luôn.